Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo có đầu đạn siêu lớn, tài sản, lợi ích chiến lược của Mỹ trong tầm ngắm. Đây có thể là chỉ dấu cho Mỹ rằng Triều Tiên sẽ nhắm tới các tài sản và lợi ích chiến lược của Washington trong khu vực, các chuyên gia nhấn mạnh với SCMP. Ngày 19 tháng 9, Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công một loại tên lửa đạn đạo chiến thuật mới được thiết kế để mang theo đầu đạn cỡ siêu lớn. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, KCNA, tên lửa mang tên Hoa Sơn Phô 11 JA-4-5 được thử nghiệm trước đó một ngày, mang theo đầu đạn thông thường nặng 4,5 tấn. Đây là lần thứ hai Triều Tiên phóng thử tên lửa trong vòng một tuần. Tuần trước, Triều Tiên cũng tiết lộ hình ảnh tại một cơ sở làm giàu urani của đất nước, lần đầu tiên Bình Nhưỡng có những công khai như vậy. Nhận định với Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, SCMP, Hồng Kông, Trung Quốc về tình hình này, các chuyên gia nhấn mạnh rằng đây có thể là chỉ dấu cho Mỹ rằng Triều Tiên sẽ nhắm tới các tài sản và lợi ích chiến lược của Washington trong khu vực, đồng thời hoàn thành quá trình triển khai một trong số các vũ khí công nghệ cao mà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từng hứa hẹn. Các nhà quan sát còn cho rằng các động thái nói trên có thể là dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng không tìm được lựa chọn nào khác trong các cuộc đàm phán ngoại giao với Mỹ ngoài việc tiếp tục phát triển kho vũ khí hạt nhân và thông thường của mình. Trực tiếp chỉ đạo cuộc thử nghiệm hôm 19 tháng 9, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cũng đề cập tới mục tiêu hiện tại của Bình Nhưỡng, nhấn mạnh rằng Triều Tiên cần phải tiếp tục tăng cường lực lượng hạt nhân và sở hữu năng lực kỹ thuật quân sự mạnh mẽ nhất, cùng khả năng tấn công áp đảo trong lĩnh vực vũ khí thông thường. Theo ông Kim Jong-un, các cuộc thử nghiệm nhằm cải thiện năng lực vũ khí của Bình Nhưỡng là cần thiết vì mối đe dọa nghiêm trọng từ các lực lượng bên ngoài đối với an ninh của đất nước. Được công bố trong hai ngày 18-19, các vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên được giới chuyên gia cho là nỗ lực nhằm tiến hành gần với thời điểm diễn tập chung của Nga và Trung Quốc trong khu vực. SCMP cho hay, trước đó, ngày 16 tháng 9, Moscow và Bắc Kinh vừa kết thúc 7 ngày diễn tập quân sự chung trong khuôn khổ Ocean 2024 với sự tham gia của hơn 400 tàu chiến, tàu ngầm và các tàu hải quân khác ở khu vực biển Nhật Bản. Liên quan tới nội dung thử nghiệm hôm 19 tháng 9, Bình Nhưỡng cho biết, hoạt động này liên quan tới tên lửa đạn đạo chiến thuật mới Hoa Sơn Phô 11 JA-4-5 và khẳng định đây là một phần trong loạt tên lửa đạn đạo mà nước này đang phát triển. Theo KCNA, cuộc thử nghiệm này là nhằm kiểm chứng độ chính xác khi tấn công ở tầm trung 320 km và sức công phá của đầu đạn cỡ siêu lớn với một tên lửa được trang bị như vậy. Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 19 tháng 9 đã công bố các bức ảnh cho thấy một vật thể đánh trúng mục tiêu ở khu vực đồi núi. Cùng ngày, quân đội Hàn Quốc cũng ghi nhận thông tin hai tên lửa đạn đạo rơi xuống khu vực núi non ở vùng đông bắc Triều Tiên. Shin Seang-ki, người đứng đầu nghiên cứu về quân sự Triều Tiên tại Viện Phân tích Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, nhiều khả năng việc thử nghiệm phóng tên lửa với ý định đánh trúng mục tiêu trong đất liền như vậy là chưa từng có tiền lệ. Thông thường, Triều Tiên để tên lửa rơi xuống biển hoặc trên đảo không người ở trong các cuộc thử nghiệm. Theo Reuters, hoạt động thử tên lửa của Triều Tiên đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gia tăng căng thẳng trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất. Puertorriqueña.